Anh ơi, anh ơi, anh đến có việc gì mà sớm vậy? Cho em gặp chú Năm Trực, anh Mười Dân. Mấy ông đi phục bắt bi kích, chưa ai về. Em muốn gặp mấy ông quá. Làm sao bây giờ? Vậy là ai? Em là gián điệp bi kích vừa xâm nhập vô. Không được giỡn kiểu đó nha. Sao anh biết chú Năm anh Mười? Trước đây em vốn là lính của chú Năm. Đừng xuống đây. Được thiệt ghê đúng không? Nhanh lên. Dừng lại. Nhảy xuống đó, giơ tay lên. Anh Mười phải không? Tôi là Tư Kim, con Bảy Đơn Cò. Nói rõ coi. Tôi là biệt kích mới xâm nhập, có biển số là K59, xin đầu thú cách mạng. Chỉ vì sợ quá nên bỏ trốn, giờ mới ra nông nổi này. Hai người có hẹn nhau không mà tới đây cùng lúc vậy? Toán trưởng biểu tôi theo dõi K64. Tôi nhìn vô nhà hồi lâu, tôi thấy vợ con ảnh kêu khóc quá chừng, thảm quá, cầm lòng không đặng. Tham gia tổ chức phản động là tội rất nặng. Các anh có muốn tìm đường tự cứu mình không? Tụi tôi ra đầu thú thì cũng chỉ mong có vậy thôi. Tất nhiên khoan hồng sẽ giảm nhẹ tội, nhưng không thể là người vô tội. Điều đó thì tụi tôi biết. Các anh có muốn lập công chuộc tội không? Giờ mấy anh tính sao? Anh Mười có dám thả tụi tôi ra không? Sao không? Tôi sẽ trả vũ khí lại cho hai anh. Hai anh quay lại chỗ bọn chúng, nó đã tìm được cơ sở, rồi dụ chúng vô ổ phục kích. Chúng tôi sẽ bao vây kêu hàng, cần phải bắt sống tên toán trưởng và tên giữ điện đài. Các anh nhắm làm được không? Tôi làm được. Súng có đạn không? Các anh nộp bao nhiêu sẽ nhận lại bấy nhiêu. Vậy thì được. Còn chuyện bắt sống tên toán trưởng thì tôi không dám chắc. Hắn là một tên rất hung hăng, tàn bạo, lại giỏi võ nghệ nữa, không dễ dàng đầu hàng đâu. Tôi phải cầm súng chẳng qua là để tự vệ thôi. Được. Chỉ cần anh dụ chúng vô ổ phục kích, một anh đi cạnh nó cho tôi nhận diện. Để xem hắn giỏi võ cỡ nào. Chờ tôi một chút nghe.
Đây là súng đạn của cách mạng trao cho hai anh. Hai anh ráng, đừng phụ lòng tin của cách mạng một lần nữa. Gì vậy chú Bảy? Tao nghe tụi bay bắt biệt kích, tụi tao tới đây giúp sức. Mới vừa bắt được hai tên này vô nhà Năm Mộng xin ăn đó. Chú đã khai thác chúng chưa? Rồi, nhưng bọn chúng chưa khai. Tụi nó khai đi khơi hết lương thực nước uống mới vô đây xin. Ủa, thằng Doãn, mày còn nhớ tao không? Anh Mười, anh cứu em với. Mấy đứa quê Trần Văn Thời đã quay về với gia đình. Thằng Đảnh, thằng Kim đã ra tự thú. Sao mày lại cứ ngoan cố để bị bắt cho cực thân? Em chưa kịp thì bị dính. Chẳng qua em không muốn chống cự. Nếu em có ý định thì mấy chú bắt em đâu có dễ. Em có súng mà. Dạ thưa, có chuyện gì vậy anh? Có việc cần bàn đây. Khai thác chúng thật kỹ, nhưng phải trấn an mọi người, hiểu chưa? Dạ. Nghe tao hỏi nè, dạ bọn chúng ở đâu? Dạ, tụi nó Gò Bông. Bọn chúng có bao nhiêu đứa? Vũ khí thế nào? Còn 9 thằng, tụi nó có súng AK và lựu đạn. Thưa chú Bảy và bà con, đây là một nhóm người vượt biên có vũ trang. Chúng không đông, chẳng có gì đáng ngại. Cho nên bà con cứ yên tâm về lo công việc sản xuất. Lực lượng công an huyện chúng tôi đủ sức bắt gọn bọn này. Vì chú Bảy và anh em dân quân đưa hai tên này về công an huyện. Chú Bảy làm công tác tư tưởng giùm, đừng để bà con hoang mang gây xôn xao trong dư luận. Được rồi, giải nó đi. Lẹ lên mày. Đi.
có chạy đi. Dạ. Dậy đi mày. Dậy. Được rồi. Dậy. Đó, chúng ta sẽ tiếp cận vùng này. K-44, các anh đã bị bao vây, hãy ra đầu hàng đi, nếu không sẽ bị tiêu diệt. K-44 đầu hàng đi, các anh không còn đường thoát đâu. Các anh tự nguyện đầu hàng sẽ được chính phủ khoan hồng, sẽ có cơ hội về với vợ con gia đình. Chúng tôi bảo đảm tính mạng cho các anh. Anh ơi, K-27 vẫn còn sống. Cứu thương đâu? Dạ. Em tên gì? Hỏi làm gì? Em có muốn theo ta không? Theo ta, chú mày sẽ được nhiều thứ. Lo tôi ra khỏi đây. Đưa xuống địa ngục tôi cũng xuống. Tên gì? Thạch Văn Ten. Em người Khmer à? Dạ. Trước khi qua đây em làm gì? Dạ, tôi đi lính, thiếu úy sư đoàn 23, đóng một con tum. Tốt, anh đã qua trường sĩ quan hay từ dân phòng đi lên? Tôi học sĩ quan, giỏi tiếng Anh và thành thạo tiếng Hoa. Rất tốt,
Mặt trận đang cần những người như anh. Anh có đồng ý theo ta về không? Tôi dự bi lần này cũng chỉ mong gặp các ông. Thưa ông có thể cho tôi một ân huệ? Cứ nói. Ông có thể bảo lãnh một cô gái, vợ hay bồ? Không, người Khmer cùng quê Trà Vinh, vợ sắp cưới của sếp cũ. Cổ đẹp và có trình độ, từng làm giáo viên cho cộng sản. Không thành vấn đề. Cổ tên gì? Thạch Kim Hoa. Lo giấy tờ cho cả ba rời trại. Chú rất mừng con đã hoàn thành khóa học được bao nhiêu. Chất giả lắm hả? Dạ thưa, gian khổ để làm việc lớn thì không có điều gì đáng phàn nàn hết. Chú biết con là người có chí lớn. Từ nay chú sẽ thay mặt ngài thiếu tá để chăm sóc con. Dạ, con cảm ơn chú. Ngày mai con sẽ lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng mà mặt trận giao phó. Con đường của một kháng chiến quân gian nan hiểm nguy lắm. Con hiểu ạ. Chú mong con có tinh thần hy sinh vì nghĩa lớn, để người khác lấy đó làm gương. Chú có tin ở con? Ta tin con như tin ở chính mình. Tôi đoán không sai, Thủy đã cứu người của họ nên họ tin. Tôi nghĩ chắc họ không cho người đến giám sát nữa đâu. Dù sao cũng không thể ở đây được. Anh tính sao? Chứ mỗi lần công an vô chị em tôi sợ muốn chết à. Thủy à, có lẽ chị có cách gì bệnh. Anh vô ra hai lần thuộc đường rồi, sao không tính cách đi luôn? Đâu có đơn giản như vậy. Từ đây qua biên giới mất cả tháng trời mới tới. Không giấy, không tiền, lấy gì lo lót mà đi được. Tiền khoảng bao nhiêu thì được? Vô chừng. Bao nhiêu cũng không đủ. Nhiều là bao nhiêu? Để Thủy còn vay mượn. Anh không nỡ làm phiền Thủy. Tại vì... Anh nói sao? Thật sự anh không muốn phải xa em. Thủy à, anh yêu Thủy ngay lúc đầu gặp mặt. Thủy, anh có chuyện muốn nói với em. Anh nói đi. Thì phải ngồi xuống anh mới nói được chứ. Thì anh cứ nói đi. Em còn gì để mất nữa đâu. Chú ba bị bắt rồi, chú Tư thì trốn không dám ló mặt ra. Còn chị em của Thủy suốt ngày bị giám sát, sống như vậy chịu sao nổi. Anh nói tới làm Thủy rầu quá. Thủy à, hay là vậy, chị em của Thủy trốn theo anh đi nha. Anh rất muốn chị em của Thủy sẽ theo anh. Anh có nói giỡn không? Anh mới nói với tôi là thân anh còn lo không xong, bây giờ còn rủ chị em tôi đi nữa là sao? Anh chưa nói hết ý. Thủy phải nghe anh nói. Có bao nhiêu của cải, tài sản, bán hết đi, gom lại, chúng ta phải qua bên đó. Anh hiện đang giữ một bí mật chết người, có thể cứu nguy cho cả mặt trận. Chị em của Thủy là con ruột của chú ba, đồng chủ tịch quốc nội, chắc chắn sẽ được ưu ái và trọng dụng. Rồi chúng ta sẽ được ở bên nhau. Thoát khỏi sự kìm kẹp của cộng sản, liên lạc được với Nguyễn Châu Á, mình sẽ có cơ hội phát triển tài năng. Biết đâu mình lại tìm được sự tôn vinh ngày trước. Chú Quảng đã nhiều lần khen mình thông minh, sắc sảo, ao ước có đứa con gái như mình. Nam lại nói đang giữ một bí mật lớn, nếu Nam lập công chắc là chú Quảng sẽ lo cho mình với ảnh. Thủy à, hãy đi với anh nghe. Em còn chần chừ gì nữa, đi với anh nghe. Thủy, muốn gì thì cũng cần phải có thời gian chứ. Anh không ở đây lâu được đâu. Cháu ngồi xuống đi.
Cháu bao nhiêu tuổi? 21. Quê cháu ở đâu? Sài Gòn. Vì sao cháu vượt biên? Sống không nổi cộng sản thì đi. Cộng sản đã làm gì cháu? Ba tôi chỉ làm công chức. Có đi lính đâu mà bắt đi học múc mùa. Tới đủ điểm đại học, lý lịch đen quá bị bắt. Đi rồi sao còn xách súng trở về? Về để giải phóng. Giải phóng khỏi cái gì vậy? Khỏi chế độ cộng sản độc tài. Một chế độ chỉ biết xài toàn những kẻ ngu dốt. Còn những người có tài thì không có đất sống. Cháu tự cho mình là người tài à? Không tài, nhưng cũng không tới nỗi ngu dốt. Tự cho mình là người tài à? Nhưng không hề biết rằng người Việt Nam mình chỉ có một tổ quốc. Tổ quốc ấy đã bị phong kiến Trung Hoa cai trị hàng ngàn năm, rồi thực dân Pháp đô hộ hàng trăm năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Nhân dân, những người mà cháu cho là ngu dốt đó, đã dùng vậy giải phóng cho dân tộc, làm nên nước Việt Nam mình. Thực dân Pháp nuốt hận Điện Biên mà ký hiệp định Geneva. Mỹ thay chân muốn biến miền Nam thành thuộc địa, chia cắt lâu dài đất nước ta. Nhưng rồi đội quân hùng mạnh với vũ khí bậc nhất thế giới cũng phải chịu thảm bại. Nay cháu về đây, giải phóng cho đất nước nào, giải phóng cho ai mới được chứ? Cháu theo một nhóm tổ chức phản động lưu vong, trở về để giải phóng, hay làm con thiêu thân cho thế lực chính trị phản động? Liệu họ làm được cái gì? Có khi nào cháu nghĩ tới không? Con đường của một kháng chiến quân gian nan hiểm nguy lắm. Chú mong con có tinh thần hy sinh vì nghĩa lớn, để người khác lấy đó làm gương. Thằng này mềm mỏng với nó coi bộ không xong. Ta tin con như tin là chính mình. Nhưng trong hoàn cảnh này, con biết phải làm sao đây? Có lẽ chỉ có cái chết mới mong thức tỉnh được kẻ thù. Thằng nhỏ này bị bọn chúng đầu độc sớm quá, phải giác ngộ dần dần. Các đồng chí ơi, cấp cứu, cấp cứu! Chấn thương nhẹ thôi, đối tượng ngất là do hạ đường huyết. Hắn có ăn gì đâu, hai ngày nay hắn không đụng tới một hộp cơm. Sao không báo cáo ngay cho tôi biết? Dạ, tôi nghĩ để coi lá gan nó to tới đâu. Thiệt tình, đã nói đây là đối tượng đặc biệt, cần phải kiên trì giáo dục. Dạ. Tôi đã tiêm trợ lực và an thần, ngủ một giấc dậy là bình thường thôi. Các đồng chí phải quán triệt, đây là đối tượng đặc biệt, cần cảm hóa để sử dụng. Chăm sóc phục vụ đối tượng là nhiệm vụ quan trọng. Rõ. Khi nào đối tượng tỉnh lại thì báo cáo ngay cho tôi. Dạ. Báo cáo anh, trong số bọn xâm nhập bị bắt có tên Vũ Hoàng, mang mật thư về liên lạc với ông nội. Nhưng theo lời khai của một số tên cùng xâm nhập thì Vũ Hoàng đã bị tử hình trên biển. Anh có cho rằng có kẻ đổi tên người chết? Dạ, tôi cũng nghĩ như vậy. Vũ Hoàng bị tử hình thì chính xác rồi, vì nhiều tên trong đồng bọn cũng đã khai như vậy. Đặc biệt là Huỳnh Đảnh, kẻ ra đầu thú, đã chứng kiến vụ hành quyết của Hoàng trên tàu. Có khi nào là màn kịch không? Không, không có đâu. Đảnh có khai là tên toán trưởng đã dùng dao đâm chết Hoàng, máu phun đầy mặt hắn. Hành quyết xong, chúng hất Hoàng xuống biển. Xác minh chuyện này không khó. Tên Hiếu bị bắt trong toán xâm nhập đường bộ là bạn của Hoàng, ta có thể cho nhận mặt. Không cần đâu anh, tôi đã cho Đảnh nhận mặt kẻ mạo danh. Đảnh nói hắn là K-122, chỉ huy tổ cán bộ đặc biệt. Còn tên thật và nhiệm vụ làm gì thì Đảnh không biết. Phải sớm làm rõ kẻ đổ lốt là ai, mục đích là gì. Còn ông nội, bộ sẽ cử Tám Hà lo đỡ cho cậu. Vậy thì tốt rồi, anh cho đồng chí Tám xuống càng sớm càng tốt. Việc cảm hóa tên điện báo viên đã tới đâu rồi? Còn dướng chút xíu, nhưng chúng tôi sẽ gỡ được. Càng khẩn trương càng tốt. Dạ, chúng tôi sẽ hết sức khẩn trương. Thank you.
Các chiến hữu, các bạn là những người tiên phong mở con đường biển về giải phóng tổ quốc. Thắng lợi của các bạn sẽ là những viên gạch đặt nền móng cho mặt trận của chúng ta. Chiến đấu để giành thắng lợi cuối cùng là thành lập một chính thể tự do, phi liên kết, phi cộng sản. Nó có ý nghĩa to lớn cả về mặt quân sự, chính trị, ngoại giao. Tôi hy vọng các chiến hữu sẽ tận tâm vì sự nghiệp của mặt trận giải phóng dân tộc. Mặt trận biết các chiến hữu sẽ vô cùng gian khổ, thậm chí đổ máu, hy sinh. Lập cứ kháng chiến sẽ phải chịu đựng đói rét, bệnh tật. Chuyến đi này đã cử bác sĩ K-121, một chuyên gia y tế danh tiếng của Sài Gòn trước đây, tổng trưởng y tế tương lai của chúng ta cùng về. Bác sĩ sẽ chăm sóc sức khỏe các chiến hữu trên hành trình xâm nhập và chuẩn bị lập một bệnh viện ở căn cứ phục vụ kháng chiến quân. Chúc các chiến hữu thực thi nhiệm vụ thành công. Bình tĩnh lại đi, đừng la lối như vậy. Buông tôi ra. Bình tĩnh đi. Cứu mặt xác tôi, các người buông tôi ra, cứ đẩy tôi chết đi. Có im đi không? Cháu là người có học. Buông tôi ra. Mà sao lại u mê như vậy chứ? Cứ đẩy tôi chết đi. Cháu chết vì cái gì? Chết cho ai? Những kẻ đẩy cháu về đây sẽ thương khóc cho cháu à? Cháu có biết vì sao bác sĩ Hoàng bị quản ra lệnh hành quyết không? Hoàng chết vì Lê Quân em của Quảng muốn chiếm vợ Hoàng nên vu cho hắn là điệp viên cộng sản. Đó, cháu thấy chưa? Hy sinh vì những kẻ tà tâm như vậy liệu có đáng không? Cháu có học, làm gì cũng phải chắc chắn, không thể rẽ rúng cuộc đời mình như thế được. Tôi là kẻ bại trận, mấy ông muốn nói gì mà chẳng được. Không cần cứu chữa đâu. Đã đánh trận nào đâu mà bại? Không khai thác được tôi đâu. Cái đó thì tùy cháu, nhưng trước mắt phải hồi phục cái đã, để còn gặp ba má cháu. Cháu có nghĩ việc làm rồ dại của mình khiến cho ba má cháu đau khổ biết chừng nào? Đáng lẽ ra chú đưa ba cháu đến đây, nhưng nghĩ lại chú không đành lòng để ông chứng kiến cảnh này. Đồng chí để mình tôi với cháu. Bà cháu đây phải không? Mọi chuyện đều do tôi, ông không dính dáng gì hết. Chú biết, chú có hồ sơ của ba cháu. Ông đã học tập cải tạo rất tốt, đã trở về lâu rồi. Hiện giờ, ông được mời tham gia giảng dạy ở một trường công nhân kỹ thuật. Còn cháu, nói cho chú nghe nào, vì sao cháu vượt biên rồi tham gia vô tổ chức phản động này? Tôi tham gia mặt trận để giải phóng, để xây dựng một Việt Nam tự do, phi liên kết, phi cộng sản. Vậy cộng sản là ai? Cháu không trả lời được, đúng không? Bởi vì chưa bao giờ cháu tự đặt câu hỏi đó cho mình. Cháu chỉ nhắc lại như là con vẹt những lời của tên Hải, tên Quảng, những kẻ lưu vong bán nước cầu vinh cho bản thân. Cộng sản là những người Việt Nam đã đánh đuổi bọn thực dân đế quốc, thực hiện chính sách đoàn kết dân tộc, hòa hợp mọi chính kiến để xây dựng một nước Việt Nam độc lập, tự do và thịnh vượng. Cháu biết không, bà cháu hiện giờ đang làm việc với những người cộng sản đó.
Tôi... con sai lầm quá rồi. Có phải tên Mai Văn Hải đã đưa con vào tổ chức này không? Ông đã tuyển lựa con ở trại tị nạn, cho con đi học truyền tin. Các bạn của con cũng vậy sao? Trường hợp của con có khác. Ông nhận con là nghĩa tử. Ông là người sâu sắc, có nhân cách, giàu tình cảm chứ không như ông Quảng. Con đã nhận ra việc tham gia mặt trận là phản bội tổ quốc. Vậy thì cái nhân cách của Hải cũng chỉ là nhân cách của một tên phản quốc. Và cái tình cảm mà Hải dành cho con là thủ đoạn ràng buộc để con trung thành với ý đồ bán nước dinh thân của hắn. Con đã mệt rồi sao? Dạ không. Con sợ bị trả thù. Chú dám lộng hành vậy sao? Yên tâm đi, đứa nào ló cổ về đây chú sẽ thập cổ ngay. Bây giờ chú nói thế này, con cứ yên tâm tịnh dưỡng thuốc men, để sớm được gặp ba, chú tin rằng ba con sẽ rất mừng. Thiệt không chú? Chú nhân danh cách mạng có thể nói lừa con sao? Con xin cảm ơn chú. Thôi, con cứ yên tâm tịnh dưỡng, đừng suy nghĩ quá mà thêm mệt. Dạ. Anh đang suy nghĩ gì vậy? Anh đang nghĩ tới ngày đưa em ra mắt chú Tư. Chắc chú ấy sẽ vui lắm. Vậy mà hồi tối còn định bỏ đi. Thật sự thì anh cũng không muốn em phải chịu nguy hiểm. Giờ mình tính làm sao? Hay là mà em dẫn anh ra công an đầu thú để được ân xá? Em hy vọng gì điều đó. Anh không bị tử hình thì cũng lãnh án chung thân. Thì em sẽ vô thăm nuôi anh, chắc là họ cho mà. Không được đâu. Em gom tiền đến đâu rồi? Chúng ta không thể ở đây lâu được đâu. Hồi hôm đem bán chiếc xe, ngay lập tức bị công an gọi lên tra hỏi. Cần tiền để tiếp tế cho chú Út hay sao mà bán? Em nói đại là trường học đặt mai đồng phục cho học sinh, em phải ứng tiền mua giải. Nếu họ ở nhà trường thì sao? Cầu trời cho họ đừng có hỏi. Em tính vậy. Hiện giờ em đang bị theo dõi rất chặt, không có cách nào gom tiền được. Nhưng mà để anh ở lại đây rất là nguy hiểm. Em vừa bán xe được gần 3 cây, anh cầm lấy qua bến trước đi. Đi vậy sao được? Em gom anh ít tiền, anh lên Sài Gòn tìm chú Tư. Anh đã có hộp thư liên lạc của chú ấy rồi. Nhưng để làm gì? Khi nào em gom đủ tiền thì báo cho anh. Chúng ta sẽ đi sang bên đó. Hẹn hò với ai có phải không? Với anh hai hay với chàng bác sĩ Viên? Dạ đâu có. Mà chuyện em với anh hai là do thầy sắp đặt. Thầy muốn vậy mà. Nhưng nó đã đi quá giới hạn. Thế nào là quá? Em thực sự không hiểu. Thầy chỉ phiền lòng giùm Hoàng thôi. Nhưng chuyện đó nói sao? Giờ tôi muốn biết người đưa thư có trả lại không? Dạ không ạ. Tôi cần biết nội dung thư. Thầy hiểu cho. Đây là chuyện riêng tư của em. Tôi cảnh cáo em, mau hạ màn trò chơi tình ái với anh hai. Tôi cho em quan hệ với hắn chẳng qua là vì hắn đang dần thay ông nội điều hành. Công việc cần liên kết theo chủ ý của mặt trận. Tôi cũng lưu ý em, cảnh giác với anh chàng bác sĩ mà em đang cặp kè. Tôi nghĩ hắn là người của công an cài vô. Anh là bạn học y khoa với Hoàng. Bạn của Hoàng mấy đứa sao tôi không biết? Tên này chưa nhắc tới bao giờ. Em đây còn chưa biết nữa là thầy. Bởi vậy mới cần phải cảnh giác. Thầy không biết ảnh, nhưng ảnh biết rõ về thầy. Hả? Hả biết sao? Anh biết thầy là người tổ chức cho Hoàng vượt biên. Thầy biết hết mọi tin tức về Hoàng, nhưng thầy lại giấu em. Thầy có thể liên lạc được với Hoàng. Vậy thì rõ rồi. Hắn đích thì là cộng sản cài vào. Nếu ảnh là người của cộng sản cài vào thì chắc thầy vô ngồi nhà đá lâu rồi. Chuyện này không thể dây dưa được, mà cần phải thẩm tra hắn thật kỹ.
À, hôm nào em thu xếp cho tôi gặp hắn được không? Được. Đừng nói gì trước nha, cứ coi như là tình cờ vậy thôi. À, còn cái chuyện người đưa thơ cũng phải thận trọng. Theo tôi biết, mặt trận không cho phép các thành viên thư từ hay liên lạc với gia đình. Sao kỳ vậy? Người của mặt trận là gỗ đá hết sao? Nguyên tắc an toàn phải được đặt lên hàng đầu. Mọi tin tức sẽ do người của mặt trận thông báo. Chuyện này ta nói riêng với em. Mặt trận đang chuyển người về quốc nội. Sắp tới hoàng cũng sẽ trở về. Thiệt không thầy? Em mong cái ngày này lâu lắm rồi. Bé Quỳnh Hương sắp được gặp cha rồi. Tất nhiên là sẽ về, nhưng hoàng phải ở lại mặt cứ một thời gian. Về đây ngay sau được. Thục, sóng sắp nổi lên rồi đó. Dưới Minh Hải, hai phút phát hiện trong bọn gián điệp bị bắt có tên mang mật thư cho ông nội. Tôi vẫn nghĩ thế nào chúng cũng cho người móc nối. Đây sẽ là những chuyên án. Đánh địch nội địa sẽ là một nửa công việc. Đánh địch bên trong phải phục vụ cho đánh địch bên ngoài. Đánh địch bên ngoài sẽ bộc lộ nhiều đầu mối, đường dây phản động nằm bên trong. Vì vậy trong ngoài phải thống nhất, phối hợp hành động sao cho tốt. Cậu xuống ngay Minh Hải gặp hai phút, nắm tình hình, xúc tiến công việc. Bước đầu chỉ móc nối thăm dò thái độ ông nội. Kẻ địch luôn tìm cớ lù loà tố cáo ta xâm phạm tự do tín ngưỡng, kích động giáo dân phản ứng với chánh quyền. Bởi vậy cần hết sức tế nhị. Vấn đề tín ngưỡng luôn luôn phức tạp. Đa số giáo dân dân trí thấp, lại sùng đạo nên rất dễ bị lợi dụng. Hơn đâu hết, lúc này ta có cơ hội lột mạch nạ đức cao vọng trọng của những kẻ đội lốt tôn giáo, âm mưu chống phá cách mạng. Dân ta dù gửi niềm tin vào tín ngưỡng nào cũng đều yêu nước. Nếu ta có bằng chứng cụ thể chứng minh được mối quan hệ của chúng với thế lực phản động bên ngoài thì nhất định nhân dân sẽ ủng hộ ta.